Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là tin hot nhất trong tuần vừa qua chính là hai mẫu siêu SUV hiệu suất cao về Việt Nam trong cùng một tuần. Và chỉ trong vòng một tuần thì hai mẫu SUV hiệu suất cao liên tiếp được khui công tại Việt Nam là Lamborghini Urus và Mercedes-Benz G63 AMG 2018. Càng về cuối năm thì cái nhu cầu mua sắm, trong đó có xe hơi, càng trở nên tăng cao. Và mặt hàng ô tô xa xỉ có cái giá hàng vài chục tỷ đồng cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ trong một tuần mà có tới 4 chiếc SUV hiệu suất cao thuộc hai thương hiệu Mercedes-Benz và Lamborghini đều được đưa về đến Việt Nam. Cụ thể là ngày 8 tháng 11, sự xuất hiện của hai chiếc Mercedes-Benz G63 AMG 2018, trong đó có một chiếc thuộc phiên bản Edition One, đã làm khá nhiều người bất ngờ. Và cả hai chiếc SUV hiệu suất cao này đều về tay các đại gia Đà Nẵng. Giá bán của một chiếc Mercedes-Benz G63 AMG 2018 bản Edition One vào khoảng gần 14 tỷ đồng. Mercedes-Benz G63 AMG 2018 được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép cho công suất lên tới 577 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm đi cùng với hộp số tự động 9 cấp, khả năng tăng tốc của xe từ 0 đến 100 km/h trong vòng 4,5 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở mức 220 km/h. Các bạn có thể nâng giới hạn tốc độ tối đa lên tới 240 km/h thông qua cái gói tùy chọn AMG Drive. Phần đầu xe của G63 AMG 2018 được thay đổi kiểu lưới tản nhiệt sang dạng nan sọc, đèn pha LED dạng tròn. Thiết kế tổng thể thì vẫn cái kiểu vuông vức quen thuộc nhưng mà đã xuất hiện những cái đường bo tròn ở phần cạnh. Hệ thống khung gầm mới cứng hơn và nhẹ hơn đời trước. Khoang cabin thì được thiết kế lại và có cái sự sang trọng, mang đúng cái hơi thở của Mercedes-Benz S-Class với hai màn hình kích thước khá lớn là 12,3 inch. Những chi tiết khác cũng được làm trau chuốt hơn khá nhiều so với thế hệ trước. Chưa dừng lại ở đó thì đến ngày 12 tháng 11, giới chơi xe tại Việt Nam thêm một lần nữa với sự bất ngờ khi có tới hai chiếc Lamborghini Urus được mở công tại Hải Phòng. Theo nhiều tin đồn thì cả hai chiếc Urus được nhập về theo diện chính hãng. Ngoài ra trong thời gian tới sẽ có ít nhất 3 chiếc xe khác sẽ được mở công nhằm phục vụ nhu cầu các đại gia Việt. Để nói về chiếc siêu SUV Urus thì chiếc xe này sở hữu cái kích thước lần lượt là 5.112mm, 2.016mm và 1.638mm. Cùng cái chiều dài cơ sở 3.003mm, trọng lượng chỉ dưới 2.200kg, nhẹ hơn cả một chiếc Porsche Cayenne Turbo. Sản phẩm sẽ chia sẻ platform MLB Evo với chiếc Audi A8. Mặc dù Lamborghini nói rằng Urus mang một số cảm hứng từ mẫu LM002, nhưng hầu như chúng ta không thấy nhiều điểm tương đồng. Và rõ ràng thì Urus trông rất giống với cả hai mẫu xe là Aventador và Huracan nhiều hơn. Động cơ twin turbo V8 4.0 lít của Urus sẽ giúp nó song hành hoàn hảo cùng Aventador và Gallardo. Động cơ này cho công suất 641 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 850 Nm và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,6 giây và từ 0 đến 200 km/h chỉ trong 12,8 giây thôi ạ. Trước khi đạt cái vận tốc tối đa là 305 km/h, sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Có một cái điều đặc biệt hơn nữa đó chính là chiếc Lamborghini Urus này sẽ có tới 6 chế độ lái khác nhau là Stara, Sport, Quasar, Snow, Terra là Upright và Sabia là đi đường cát, cộng với một chế độ riêng biệt gọi là Eagle. Ở chế độ Snow, Terra và Sabia thì sẽ nâng khung gầm của xe để cải thiện cái khoảng sáng gầm, còn Strada và Sport hay là Corsa thì sẽ tối ưu hóa khả năng vận hành trên đường phố nhiều hơn và tốc độ hơn. Urus hiện được sản xuất tại nhà máy của Lamborghini tại Ý. Với giá bán khoảng 200.000 USD, hãng siêu xe Italia dự kiến cho ra đời khoảng 3.500 xe trên một năm. Hiện tại giá bán của hai mẫu siêu SUV này tại Việt Nam vẫn là một ẩn số. Các bạn cùng Auto Daily dự đoán cái mức giá mà khi ra biển trắng của những mẫu SUV khủng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về siêu xe tại thị trường Việt Nam.